Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cuộc sống ở quê hương rất là thanh bình, không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc, phải không anh chị các bạn? Cuộc sống mưu sinh bao giờ cũng vậy, khi mình biết đủ nó sẽ đủ. Khi mình thấy cái cuộc sống của mình chấp nhận dù khó khăn hay là thế nào nữa, thì mình sẽ cảm thấy nó hài hòa và nó hạnh phúc và nó vui vẻ. Dù dù không có phải ăn cao lương mỹ vị hay là ở biệt thự thế này nọ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy thoải mái. Đó là cái điều mà mỗi chúng ta luôn mơ ước và đi tìm, chứ không phải ở núi này cái trong núi nọ. À, khi mà tôi lên mạng, tôi lướt Facebook hay là tôi nghe rất là nhiều người nói về nước Mỹ, bản thân tôi thì cũng ở Mỹ. Các bạn thấy đó, cuộc sống ở Mỹ có nhiều người cứ là ở Việt Nam thì khi họ nhìn về nước Mỹ, cái sự hào nhoáng bên ngoài, họ cảm thấy rất là sung sướng khi mơ ước về nước Mỹ. Và nhiều người tôi thấy là lên mạng hay là ở ngoài đời, như tôi đã chia sẻ anh chị các bạn thấy đó, họ nói ôi đi ra ngoài cái đại sứ quán Việt Nam Mỹ ở Việt Nam, dân Việt Nam nó xếp hàng dài đông nghịch luôn, đông nghịch luôn để đặng mà nó đi qua Mỹ. Thế mà thằng Lại Minh này là cứ lại chê Mỹ. Tôi không có chê Mỹ anh chị các bạn, tại vì nước Mỹ nó là cái hiệp chủng quốc, nó là một cái hiệp chủng quốc, nó ai nhu cầu hạnh phúc của mỗi con người nó khác nhau. Chứ tôi không có chê Mỹ, thì Mỹ là Mỹ thôi, tôi chỉ chia sẻ cái mặt trái của nước Mỹ thôi. Còn cái chuyện mà người ta xếp hàng hay là đông nghịch ở cái đại sứ quán Mỹ, đó là cái chuyện bình thường, các bạn nên nhớ gì đó, đó là cái chuyện bình thường của một cái nước Mỹ. Nó là quốc gia đầu tàu của cái nền kinh tế hiện nay, đời sống nó rất là cao, cho nên những cái hào nhoáng bên ngoài và những cái công nghệ khoa học cao đồ, người ta muốn đến đó để người ta học để đặng mà những cái hay của nó về vấn đề khoa học công nghệ cao, và họ cũng muốn đi tìm cơ hội. Mà các bạn biết đi, đến nước Mỹ rồi đâu phải chuyện giỡn đâu. Ngay cả những cái quốc gia Nam Mỹ kế bên thằng Mỹ đó, các bạn biết thằng Mexico đó, nó nghèo, tôi nói các bạn biết, đi ra mấy cái vùng ngoại ô của nó còn tệ hại hơn Việt Nam nữa. Tôi nói mà ai không tin, tôi lái xe đi qua đó, tôi có lái xe đi qua rồi, nó xếp hàng dài, nó đứng xe, nó xin ăn cũng nhiều lắm, nhà cửa thì lụp xụp lệ xệ, mà dân nó khổ dã man lắm kìa. Chỉ ở trong những cái thành phố lớn thì nó mới gọi là hào hoa phóng nhoáng một chút thôi, còn những cái vùng ngoại ô của Nam Mỹ nó như là Mexico, các bạn biết nó khổ dã man. Nhưng mà nó đi qua Mỹ, nó vượt biên hàng năm, nó chết cả ngàn người, giờ nó đi qua cái vùng sa mạc, các bạn biết đấy, mà nó vẫn đi, tại vì cái đời sống ở bên Mỹ nó cao, những cái công ăn việc làm mà lao động phổ thông không không có đủ, để không có ai làm, cho nên những cái dân đó họ qua họ sẵn sàng họ làm với những cái đồng lương thấp, và họ họ sống họ cần kiệm, họ gửi về quê hương giúp thân nhân. Cái đó là chuyện bình thường thôi, cái đó là đời sống của con người ta mà. Mỹ nó nhiều người cái họ không hiểu về cái nước Mỹ, nhưng mà họ cuồng Mỹ đến một cách điên khùng, tôi nói thiệt á. Các mà các bạn thấy những người thành phần như vậy đó, những thành phần mà họ cuồng Mỹ vậy, mà khi họ đến nước Mỹ họ bị chơi với, họ bị chơi với không như tưởng. Như các bạn thấy thằng Đàm Vĩnh Hưng nó qua Mỹ bắt đầu nó chê dân Việt Nam lười biếng thế này thế nọ, chàng ơi các bạn biết dân Việt Nam người ta cũng làm, tại vì cái mô hình xã hội Việt Nam họ sống họ làm, họ cà phê cà pháo sáng trưa chiều tối, rồi khi họ làm họ cũng phải thanh thản cái cuộc sống một chút để nó hài hòa, chứ dân Việt Nam họ cũng cần cù lắm. Dân Mỹ cũng có này cái nọ cũng vậy thôi, nếu mà nói dân Việt Nam mà
mà không có như thằng Đàm Vĩnh Hưng nói dân Việt Nam lười biếng. Tôi nói các bạn qua Cali ghê, cái đám mà ăn welfare phúc lợi xã hội ở Việt Nam, ở người Việt ở bên cộng đồng ở bên Mỹ, nó lười biếng đi làm, nó ngồi đó sáng rồi nó tụ họp tụ ba tụ năm tụ bảy ở cái Phước Lộc Thọ, nó ngồi đó nó bốc cái mũi, nó đánh cờ tướng rồi nó chống cộng đó. Nó cầm lá cờ cờ vàng cờ vàng của nó chạy cờ ngông chèn đất ơi, nó lười biếng dã man luôn. Nó tìm đủ mọi cách nó chụp, nó lừa phúc lợi xã hội đặng nó ăn. Quý vị thấy đó, chứ đừng có nói mà dân Việt Nam trong nước lười biếng, họ làm dữ lắm các bạn. Họ có cơ hội họ làm, mấy đứa mà nhân công nó làm cho tôi công việc của tôi cũng là bạn biết, nhà nó có vuông có ao hồ, nó đi làm rồi nó kiếm thêm, nó bươn chải, nó làm đồ này đồ nọ, chứ không phải. Nhưng mà có cái là khi mà có thời gian thì nó vẫn nghỉ ngơi, nhưng mà nó cũng tạo ra những cái cuộc sống xã hội, nó kinh tế nó xoay chuyển trong cái đó thôi. Chứ nói như kiểu như Đàm Vĩnh Hưng đi ra nước ngoài rồi quay qua nói dân Việt Nam lười biếng, là cái thằng ôn dịch đó, nó ỷ cái đồng tiền của nó làm được ở Việt Nam, nó qua Mỹ chứ nó có dám qua Mỹ nó sống định cư vĩnh viễn bên đó không? Là nó chết ngắt nó liền. Tôi nói chuyện quá, nó chết ngắt liền đó. Nói không mà tiền thế tiền này tiền bảo hiểm tiền này kia ở bên Mỹ rồi, nó đóng sặc máu mũi nó chứ không phải giỡn đâu. Cái đất Cali cái gì đời sống cũng đắt đỏ hết, nó đắt giả hoang luôn. Các bạn mà đến San Francisco coi, nói không mà tiền mà đậu chỗ mà đậu xe đồ một tháng là tốn cả 1.000 đô chứ bao giờ ít đâu. Cái gì nó cũng đắt đỏ. Người ta đi qua Mỹ cũng tùy theo trường hợp người thôi. Những gia đình mà người ta có tiền, họ làm ăn rồi họ cho con cái họ đi học, rồi sau này nó trở về nó cống hiến cho tổ quốc, nó qua đến đó nó làm nó học hỏi được những cái tinh hoa, những cái kinh nghiệm về mối lối sống bên đó. Tôi đi đi về về nhiều khi mấy cái đứa trẻ mà sinh viên đồ cũng vậy, các bạn biết tụi nó đi du học rồi nó trở về nó có nó có được những cái kinh nghiệm sống. Thằng Mỹ cái môi trường nó khắc nghiệt lắm chứ không phải giỡn. Cái còn những cái người mà người ta xếp hàng ngoài đại sứ quán Mỹ, cái đó là chuyện bình thường. Ngay cả đại sứ quán Mỹ mà nó không có những cái người mà xếp hàng mà xin vào nước Mỹ như thế này thế nọ thì các bạn nói, tôi nói các bạn thằng Mỹ nó chết chắc, nó chết chắc. Tại vì nó thu về biết bao nhiêu cái nguồn tài chánh cho đất nước của nó thu về biết bao nhiêu. Các bạn những cái người mà du học hay là những cái người mà xin đến Mỹ, các bạn biết đem về cho nó những cái nguồn lợi nhuận rất là cao, khủng khiếp luôn chứ không phải giỡn. Những cái trường học, trường đại học đổ bên Mỹ vậy, nó không có những cái nhóm sinh viên hay là những người mà người ta ship hàng mà ta đến nước Mỹ để người ta tìm cơ hội như vậy đó, các bạn nghĩ đi. Mà mấy cái trường học đó tư nhân được, nó đâu có kiếm ra được tiền, đâu phải giỡn đâu. Cái môi trường sống ở bên Mỹ qua bên đó rồi khắc nghiệt vô cùng. Những cái đứa mà qua bên đó nó quay trở về Việt Nam, bắt đầu các bạn thấy đi, nó sẽ có những cái kinh nghiệm sống rất là chuẩn mực. Tại vì cái đời sống ở bên Mỹ nó khắc nghiệt ấy, chứ không phải Việt Nam. Bởi vì những cái thành phần mà dân chủ cựu trong nước cũng vậy, các bạn thấy ở trong nước thì chê bai chửi bới đủ kiểu đủ cách, những thành phần bất mãn cơ chế theo bác và đảng cũng vậy, cả một đời theo bác và đảng như thấy bác Tân rồi. Các bạn thấy ở trong nước thì làm thơ làm văn được, tại vì nhìn cái gì cũng thấy bất mãn cái chế độ hết đó, họ không theo kịp với cái đà phát triển và cái công nghệ cao và cái môi trường sống của xã hội Việt Nam. Như ông Thái Bá Tăng các bạn thấy quay qua làm thơ làm văn rồi sàm bá đế, rồi bắt đầu xuyên tạc chống phá quê hương đất nước, cuối cùng các bạn thấy bị người dân Việt Nam họ nguyền rủa. Những cái thay vì họ được, thay vì những cái vì dần văn thơ của họ để lại cho những cái thế hệ sau, những cái
kinh nghiệm sống và để đời người ta học hỏi. Bị ngược lại thì họ bị sao? Lịch sử và dân tộc Việt Nam sẽ quyền rủa họ, những kẻ mà sống hưởng lương bổng tiền hưu rồi của tiền thế của dân, của đất nước, của chính phủ, mà lên mạng thì lại dùng văn thơ xuyên tạc chửi bới quê hương. Các bạn thấy đem những cái chuyện họ không hiểu con khỉ khô vậy chứ, họ chỉ sống gọi là bá đạo và bộng ngoại đó. Rồi những cái xã hội hiện nay họ không cập nhật theo kịp những cái sự phát triển và công nghệ cao, và bị những cái thế lực xuyên tạc chống phá Việt Nam ở hải ngoại, cái đám mà quỷ nô diệt tân diệt chó, rồi cái đám mà cờ vàng cờ chó rồi bên hải ngoại, ở đầu thấy tụi nó cầm cờ xí lập băng đảng rồi toàn là lừa đảo không à. Mấy cái đám như là Đào Tục Quần Minh Quân rồi, các bạn thấy tài xàm xí đú lừa đảo với nhau, lập nào là chính phủ lâm thời lâm con kỷ lâm con mẹ nó chứ lâm cái gì, lâm thời cái gì, toàn là một cái lũ lừa đảo không, lừa đảo đủ kiểu đủ cách, ngồi đó khùng khùng điên điên bệnh hoạn không à. Tại vì các bạn biết nó ăn ở không, nó phúc lợi xã hội người ta đóng thế cho nó ngồi đó nó ăn rồi nó không có gì làm, rồi bắt đầu nó tạo ra những cái môi trường xã hội, cái môi trường của tụi nó, cái quân ô hợp đó mà. Bắt đầu cái lên mạng rồi mà lập chính phủ này chính phủ nọ, khùng thấy mày em toàn thấy toàn là đám bá dơ không. Bởi vì nói cẩn thận quý bà chị các bạn ơi, xã hội bây giờ cái nó khủng khiếp lắm, con người ta nó bị ảo tưởng quyền lực, ngáo chính trị rất là khủng khiếp, chứ không phải như một số anh chị em các bạn trong nước nghĩ đâu. Đừng thấy người ta xếp hàng ở đại sứ quán Mỹ đông nghịch như vậy là đến được thiên đàng nước Mỹ, không giỡn gì đâu. Với kinh nghiệm sống của tôi mấy chục năm trên nước Mỹ tôi biết mà, chỉ có tôi mới dám lên mạng này mà gọi là nói về nước Mỹ thôi, chứ ngày xưa không ai dám nói chứ. Khi mà mấy cái đám quỷ nô nó bức xúc, nó gượt tôi tới nhà tới cửa, nhưng mà làm được đéo gì đâu, có làm được cái con khỉ gì, toàn là hù dọa. Cái chừng mà FBI vô điều tra nào nấy cái dạ không à, dạ chứ thương mà. Đó là cái đám chống cộng ở hải ngoại toàn là lũ ô hợp, còn cái đám dân chủ cùi trong nước chèn ơi, nó ngáo chính trị, nó ngáo quyền lực, nó ngáo đủ thứ đó. Bởi vì cuộc sống mà, thì tôi thấy có nhiều người họ tôi thấy bữa tôi đang lướt Facebook, tôi thấy có một thanh niên nào không biết vừa lái xe hơi xe ô tô mà chạy ngang đại sứ quán Mỹ nè, thấy chưa nữa, người ta xếp hàng là ai cũng chờ nữa mà xếp hàng đông nghịch đại sứ quán Mỹ. Chèn trời ơi, các bạn thấy họ bị ngáo, họ nghe người ta nói về nước Mỹ nhưng mà họ không có biết cái nước Mỹ là cái gì chứ. Mỹ nó là một cái hiệp Trung Quốc thôi, nó là United States of America. Thực sự mà nói nước Mỹ cũng không phải là của người Mỹ mà thực sự đó là người Native American, là người Mỹ thực sự là người da đỏ, đất nước của họ mà, chứ đâu phải của thằng Mỹ trắng đâu. Nó qua đó nó lập nên một cái nước Mỹ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay thôi, chứ nó lấy của người ta, nó cướp của người ta đó. Rồi nó lấy nó lập thành cái hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thôi, còn mấy thằng da trắng nó tới đó nó cai trị, nó dùng quyền lực và đồng tiền của nó cai trị những cái dân bản xứ thôi, rồi mà những dân tộc thiểu số khác đến đó phải làm đóng thế để ăn nuôi nó thôi, chứ có con khỉ gì đâu. Thì người nào họ đến đó
hoặc tìm được cơ hội thì mừng cho họ. Hello Vinh Trần, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Thôi mình cũng phải lo công việc ở quê nhà. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Bye 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 bye. Hãy quê hương của mình các bạn, thanh bình à, lúc nào cũng thanh bình mà. À, không đâu bằng quê hương của mình. Tôi nói anh chị các bạn có đi đến trời Tây khi mà nước Mỹ vĩ đại của các bạn cỡ nào chăng nữa cũng không bằng ở Việt Nam đâu, tôi bảo đảm. Nước Mỹ, nước Việt Nam à, của mình. Hòa Bình xin chào quý bạn, xin các bạn lần nữa nha. Bye 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 bye.